Thank you.
Sao hả mẹ? Chị không gọi anh đi ăn làm sao? Cái gì chị? Đây là bà chị ở DakRung. Mít che che cái gì nữa. Tắt rồi, em tắt rồi. Em tắt rồi. Em phải đi một mình, em qua nhà chị. Vừa đi với mẹ. Right.